Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Vy. Vâng, tôi trở lại với quý vị từ cà phê sáng sang thời sự thế giới tiếp tục với phần tin tức của thời sự thế giới và ngày hôm nay thời tiết như thế nào Thảo Vy? Dạ vâng thưa quý vị và thưa anh hôm nay đó thì trời buổi sáng hơi âm u một tí à thấy là nhiệt độ hôm nay không có lên cao thưa quý vị chắc khoảng đầu 69 đến 70 độ thôi à. à gió thì bữa nay không có nhiều cho nên là À, nếu mà không có gió thì có thể thấy hơi nóng nóng đó. À vâng. Và ngày mai thứ sáu quý vị thấy thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật à, nhiệt độ tăng nhẹ nhẹ chắc trung bình chắc lên được đâu khoảng 72 đến 74. À nhưng mà cuối tuần thì gió nhiều hơn một tí cho nên nhìn chung là vẫn mát mẻ thôi quý vị. Mát thì à, nếu mà trong nhà nó có gió nó thông thì nó mát. Đúng rồi đó ha chứ nó hầm lắm bởi vì cái độ ẩm lên tới 70% quá cao luôn cho nên quý vị thấy nó hầm à, vì, vì vậy nếu trong nhà có một cái máy quạt quạt thôi để hút gió từ bên ngoài vào thì tuyệt vời vô cùng rồi quý vị à, để gió nhẹ nhẹ thôi chứ đừng có được nó chuyển thẳng vào người thì bị trúng gió À, tình hình tài chính ngày hôm nay dow Jones đang lên cho nên um, thực sự trong thời gian này thì họ đang theo dõi các tin chờ đợi để xem các lợi nhuận của các công ty có tiếp tục bị ảnh hưởng hay không um, bây giờ họ để qua cái chuyện uh, retail sale họ đang chờ đợi thêm các báo cáo mới nữa à, ngày hôm qua chúng tôi cũng gửi đến quý vị tin tức liên quan đến home depot rồi địa ốc đó thì cái chuyện đó để qua một bên bây giờ họ xem coi Tình hình sắp tới đây sẽ như thế nào? À, dầu hỏa có còn bị ảnh hưởng hay không? Ngày hôm qua thì Putin, Tổng thống Nga tuyên bố là ông sẽ phải cắt giảm thêm 500.000 thùng dầu mỗi một ngày của Nga. À, đáp ứng với khối OPEC, bây giờ là OPEC Plus, tức là có thêm các quốc gia bên ngoài bao gồm Nga nữa thì opec plus á, là cũng kêu gọi các quốc gia chẳng hạn như nga những quốc gia sản xuất dầu hỏa mà không nằm trong khối opec đó đi cùng để họ trở thành một cái ca theo những cái tay chùm dầu hỏa trên toàn cầu cũng may là hoa kỳ có thể làm một cái đối trọng đối với cái nhóm cartel theo này và à, putin thì thấy rằng cái việc mà để cho giá dầu rớt quá thì cũng gây ảnh hưởng đến lợi nhuận cung cấp vào chiến tranh ả à, rập saudi cũng không thích Giá dầu mà xuống thấp như vậy cũng gây ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế. Bây giờ phần lớn họ dựa vào cái chuyện bán dầu. À, mà dầu mà tăng á, thì cũng sẽ gây hạnh hại. Nhưng mà giới đầu tư bây giờ thì họ không nghĩ là dầu có thể tăng được. Bởi vì cái tình hình kinh tế trên toàn cầu bây giờ nó đang gọi là siêu siêu ẻn ẻn đó thưa quý vị. Dow Jones thì lên được 64, Nasdaq lên được 131 điểm à S&P 500 lên hơn 25, công trái phiếu 10 năm là 3,64. Rõ ràng là trong thời gian qua cái việc mà mua công trái phiếu bắt đầu giảm bớt rồi. À 5 năm là 3,66. Khi mà giới đầu tư giảm thiểu mua công trái phiếu có nghĩa là họ đang tin tưởng là trị giá của các cổ phiếu hiện nay là thấp. Vì thế họ đầu tư ngược lại. Vào cổ phiếu, dầu xuống 61 cent, 72 đồng mặc dầu đã cao lên rồi. Tuyên bố của Putin với khối Ả Rập cũng đã gây ảnh hưởng nhưng mà không tăng nhiều lắm. À, trước đó là có lúc xuống còn nó 68 đồng. Vàng, ồ oh, cho nên họ hôm nay họ bán tháo vào để chốt lời đó thưa quý vị. Vàng lên cao quá trong thời gian qua, bây giờ hôm nay xuống thêm gần 27 đồng, 1957 đồng lúc này. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì cơ quan CDC đã đưa ra một cái khuyến cáo cho công dân Hoa Kỳ là đặc biệt nếu những người nào mà đang có cái lịch hẹn rồi mà muốn đi qua phía Mexico đó thưa quý vị mà đặc biệt là cái thành phố nó gọi là Matamoros để làm những cái phẫu thuật về liên quan đến y tế đó thì nên cancel hết và hoãn lại bởi vì đã có một cái đợt bùng phát lây nhiễm vi uh, khuẩn viêm màng não năm uh, trường hợp mà trong đó có một trường hợp bị chết rồi ở tại cái thành phố này cho nên là uh, bây giờ đó uh, không có an toàn để đi qua uh, Mexico để làm những cái phẫu thuật y tế thì uh, phía cơ quan CDC họ cho biết họ nhận được báo cáo đầu tiên đó là đến từ cơ quan y tế của Texas uh, tất cả năm người này đó là họ đến từ Brownsville của Texas quý vị thấy là từ Brownsville băng qua bên này có chút xíu thôi cái thành phố matamoros à, họ vốn là có à, lịch hẹn làm những cái phẫu thuật à, tại vì làm hoa kỳ quá mắc mà qua bên mexico thì rẻ hơn rất là nhiều à, tất cả những cái thủ thuật này đó thì đều cần chích thuốc tê cái loại mà epidural um, mà chích từ cái cột sống phía sau đó thưa quý vị thì bây giờ không biết là do cái bệnh viện này bị dơ hay là ống tim kim tim bị dơ bây giờ vẫn chưa biết được nhưng mà tất cả những người này đó là làm phẫu thuật từ hồi đầu tháng giêng cho đến cái vụ mà mới cái người gần nhất đó là vào khoảng hồi cuối tháng tư thì sau khi mà làm về đó thì bắt đầu họ bị có những cái triệu chứng chẳng hạn như là ói mửa bị sốt nhức đầu vân vân thì khi mà nhập viện ở hoa kỳ đó thì tất cả năm người này đều bị nhiễm con vi khuẩn Uh, nó, nó, nó uh, viêm màng não thưa quý vị nó làm sưng cái màng não lên và bốn người yeah. hiện nay vẫn đang nằm ở trong bệnh viện một người thì đã qua đời rồi cứu không có kịp cho nên là bây giờ phía mm. cdc họ uh, yêu cầu là những ai mà quý vị đã từng làm phẫu thuật ở Hoa Kỳ ở, xin lỗi quý vị ở Mexico mà tại cái thành phố Matamoros đó từ hồi tháng Giêng cho đến uh, lúc này đó nếu đã từng làm mặc dù chưa có xiêm uh, tầm gì hết nhưng mà nên đi kiểm tra ở với các văn phòng bác sĩ tại vì có vẻ như là cái uh, các bệnh viện ở cái thành phố này đó họ đang bị một cái đợt bùng phát uh, nhiễm cái co vi khuẩn nhiễm nấm này cái loại nấm này nó không có lây từ người qua người nhưng mà lây qua giống như là dùng cụ y tế kim tiêm vân v, v. À, cho nên mà thường đó phía cdc họ nói là không có bị à, siêm tầm liền có người đó nhanh thì là ba ngày nhưng mà có người đến à, 6 tuần 8 tuần mới bắt đầu có sinh tầm sau quý vị cho nên là nó vô chừng lắm à, cho nên là phải đi kiểm tra cho chắc thì à, bây giờ phía cdc họ nói là à, tính cho đến ngày hôm nay đó họ nhận thêm có hai báo cáo nữa nhưng mà hai người này chưa có xem tầm gì hết cho nên là cũng không biết là có, có, có bị gì hay không thôi đừng sang mexico về việt nam làm có lý hơn <laughs> quý vị nào muốn tìm mất tập mang thì rời khỏi mỹ nhưng mà về sang đại hàn thì cũng vui có Đàn lý hơn quá. Hả? đại hàn mắc lắm ủa tôi tưởng là quay rẻ hơn mỹ chứ mắc hơn mỹ đâu không đâu nếu mà làm ở cái văn phòng mà đắt tiền ở gan nam đồ này nọ là mắc cũng mười mấy ngàn tại wow. tiền đi máy bay rồi tiền ở lại bệnh viện luôn. thôi Thảo Yên đẹp rồi không cần phải sang Đại hàn em đại có nói em gì. làm đâu <laughs> nếu mà không làm làm sao nghiên cứu như thế mà? đùa tí cho vui thôi sáng nay chúng tôi đề cập đến với Disney đụng độ với DeSantis không biết cái tin này có thật hay không chúng tôi đọc nãy giờ đang chờ đợi để xem đọc thêm những cái tin khác trên Microsoft Start nè đấy họ nói rằng DeSantis điều động lực lượng vệ binh quốc gia đến các cửa của Disney World ngăn chặn hết không cho ai ra vào cái này có bộ hơi lạ ha ghê không chị họ nói là way in thôi quay ừ. <laughs> way in có nghĩa là đang cân nhắc nếu mà làm giữ quá và bởi vì sao như chúng tôi đã thừa vào trong cái cuộc đục độ lớn hiện nay đó là bằng mọi giá chỉ vì Disney ủng hộ chính sách của người đồng tính Cho nên uh, đi ngược lại với chính sách của Florida DeSantis Bây giờ ông chặt hết ga luôn Bây giờ nói không, không có tự quản tự kiết gì hết Giao hết quyền lực control Disney Để mà kiểm soát hồ sơ, giấy tờ, mọi thứ các cái cả và thậm chí DeSantis cũng thấy rằng um, tuyên chiến như vậy đó Ông cũng thấy có thể là bên phía Disney thực sự cũng không mang lại lợi nhuận nhiều cho Florida. Rồi bên phía Disney cũng tuyên bố là sẽ rút ra khỏi. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị lắng dõi Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng một bản tin breaking news à, sáng nay chúng tôi có đề cập vấn đề tiktok thì cái chuyện tiktok sẽ bàn thêm nữa để xem ảnh hưởng từ cái quyết định và liệu rằng tiểu bang montana có một triệu dân thôi cấm tiktok sẽ như thế nào nhưng mà tin cập nhật mới nhất liên quan tới không những tiktok mà trong đó meta facebook đó à, meta là um, công ty mẹ của facebook google youtube twitter à, đây là bản tin uh, breaking news mới sáng nay từ trước tới giờ đó cái trách nhiệm hữu hạn tức là toàn bộ những cái vấn đề liên quan đến những cái bài đăng của user, những quý vị đi lên đó, đăng thì nó có biết bao nhiêu triệu triệu đăng mỗi một ngày và bao nhiêu triệu triệu những người đưa lên trên video lên YouTube. Làm sao mà họ nói rằng tôi cũng phải chịu trách nhiệm toàn bộ có những vấn đề về tự do thông tin nữa mà bây giờ chỉ có những cái video mà bị những đối tác bên ngoài họ kiện họ nói rằng oh vi phạm bản quyền vân vân đó rồi nói rằng là họ không nhắm vào cái người user mà họ nhắm thẳng bởi vì phải nắm cái kẻ có tóc có nghĩa là các đại công ty Google, Facebook, rồi Twitter vân vân, TikTok là đương nhiên tất cả các trên mạng xã hội họ muốn nhắm để kiện thì họ có một cái ô dù để bảo, bảo vệ cái liability cái trách nhiệm của những công ty này thì bây giờ cái vụ kiện nó đưa ra đó là nhắm thẳng luôn vào cái ô dù đó có nghĩa là các anh không thể có ô dù bảo vệ được thì cái chuyện này đưa lên tòa tối cả pháp viện thì tòa tối cả pháp viện nói no ngày hôm nay thì bản tin nói rằng không có nhắm tới vấn đề legal liability shield cái ô dù để bao bảo vệ dựa trên hiến pháp số 1 quyền hiến pháp bởi vì nếu mà Meta thuận theo những cái những cái người mà kiện như vậy đó thì hóa ra buộc các user chịu ảnh hưởng mà làm như vậy thì ai còn ai ai vào nữa thưa quý vị mà nói là mình đăng cái gì lên đó cũng bị cấm nếu mà Facebook, YouTube làm họ đã làm hết mình rồi Họ đã đưa ra cái chuyện mà hình ảnh video này nọ đó là ngăn cấm rồi. Ngay cả cái chuyện mà bạo hành gia đình rồi trẻ em vân vân họ đã cấm. Họ có những cái máy filter sàn lọc hết tất cả rồi. Mà bây giờ còn bắt họ phải chăm chú từng uh, câu nói, lời nói đủ tất cả mọi việc đó. Thì nó quá đáng đi. Và như vậy nó vi phạm vô cả cái quyền hiến pháp. Và thậm chí đó Meta nói với tòa... Um, là nếu mà làm như vậy đó thì ngay cả người user cũng kiện họ luôn chứ không phải là những người ở ngoài nữa, kiện không phải là nhắm vào những người sử dụng mà kiện thẳng họ họ. Cho nên tòa cao phát viện thấy cái chuyện này nó quá lớn và rõ ràng đó, tòa cũng thấy rằng nó có thể vi phạm vào hiến pháp số 1. Và cái quyền hiến pháp số 1 nó rất là rộng. Đâu thể mà lên nói là ồ tôi không thích Jesus, uh, Chúa xu rồi là bị ngăn chặn cái chuyện mà tuyên bố như vậy sẽ xảy đến những các vụ kiện khác. Và nếu tòa tối cao pháp viện tuyên bố như vậy thì ngay bây giờ chúng ta vẫn vững tin là các hoạt động của Facebook, Google, YouTube, Twitter vẫn tiếp tục như thường và không bị ảnh hưởng cao xa hơn nữa về những cái vụ kiện tụng mà vô lối liên quan tới những cái nội dung được đăng trên các trang mạng này. Và thưa quý vị cảnh sát ở tại New Jersey cho biết là bây giờ họ đang điều tra một cái vụ đó là có một người phụ nữ đó được gia đình báo mất tích hôm ngày Mother's Day và mới ngày hôm qua thì có người đã tìm thấy xác của cô rồi. À. Cho nên là bây giờ điều tra là một cái vụ án mạng. Thì mới trước mình loan tin rồi đó. Dạ yeah, vâng thì à, đây là cô Noralis Mendoza, 32 tuổi thôi quý vị à, cô vốn sống cùng hai con ở à, thành phố gọi là London World ở tại à, thành phố New, à, ở tại tiểu bang New Jersey thì bây giờ theo báo cáo của cảnh sát đó là à, lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy cô là vào à, tối uh, uh, tối thứ bảy uh, hôm đó là đúng ngày Mother's Day cô đến nhà của mẹ cô uh, để để thăm mẹ và uh, khoảng đâu 7 giờ đó là cô rời khỏi uh, nhưng mà rồi sau đó đó là cả gia đình mẹ cô rồi con cái rồi cô gì chú bác không ai liên lạc được cả tại vì bởi vì nhà của cô đó hai đứa nhỏ một đứa mới 3 tuổi một đứa mới 1 tuổi cho nên là họ không uh, họ họ uh, Cô không bao giờ mà bỏ đi, bỏ hai con ở lại cả. Thì sau khi mà cái ngày đó cô mất tích, ngay từ hôm Chủ nhật cho đến tuần này, gia đình liên tục đăng những cái tờ flyer thông báo tìm người mất tích thì hôm qua đó đã có người báo cảnh sát họ nhìn thấy xác một người phụ nữ ở cái con đường gọi là ráo 440 thôi quý vị gần với thành phố Jersey City thì họ báo cảnh sát lúc đó cảnh sát không biết là cô này thì sau khi mà đem xác về đó à, kiểm tra thì mới xác nhận đây chính là cô Mendoza thì bây giờ cảnh sát cho biết là à, sau à, 24 tiếng điều tra đó thì bây giờ họ thấy được là cái buổi tối khi mà cô rời khỏi nhà của mẹ đó ra trước cổng thì họ thấy là có một người đàn ông xuất hiện trong cái là họ lấy được camera của hàng xóm thì thấy là có một người đàn ông xuất hiện thì cô đi cùng với người đàn ông đó à, le, leo lên xe và cái chiếc xe lái đi và sau đó cảnh sát phát hiện tìm được là cả hai cùng đi đến à, downtown Jersey đi có thể là họ đi ăn uống hay gì đó tại có camera ở cái 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 nhà hàng đó à, và cảnh sát chứng thực là cô và một người đàn ông bây giờ cảnh sát không nói là ai hết à, nhưng mà sau khi mà ăn uống rồi đó thì cả hai đi đâu hay là họ chia tay ra cô đi về nhà hay cô đi riêng rẽ thì bây giờ cảnh sát đã bị mất dấu cho nên là họ đang đi tìm cái người đàn ông đó phía à, người nhà của cô đó thì bây giờ lại nói với cảnh sát là họ nghi ngờ là có thể là người chồng cũ đã sát hại cô tại vì à phía gia đình của cô nói cái địa điểm mà tìm thấy xác của cô đó thì lại rất gần nhà của ông chồng cũ mà ông chồng cũ này đó thì lại vốn có history là đánh đập cô này abuse uh, cổ cho nên là cổ mới ly dị ổng uh, thì bây giờ cảnh sát nói là họ không có bỏ qua cái đầu mối nào hết nhưng mà họ chưa có tuyên bố uh, ông chồng uh, là nghi phạm trong cái vụ này à, một bản tin uh, từ uh, đây cũng là tin breaking news mới nhất tức thì trong ngày hôm nay À, đây là hình ảnh của một đoạn đường xe lửa vùng Crimea do Nga chiếm đóng từ 2014 đến giờ đã bị trúng hòa tiễn của Ukraine. Bên phía cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố họ đang muốn ngăn chặn bất bất cứ những đoàn tàu xe lửa nào từ phía Nga chuyển vũ khí à, viện trợ trong đó kể cả lương thực nữa từ vùng Crimea đi sang phía bắc để đi vào lãnh thổ của Ukraine bởi vì bây giờ trong cuộc chiến này đó bây giờ nga lấy từ bên phía vùng chúng tôi hay nói đó Donetsk đi xuống phía nam uh, biên giới với Crimea luôn họ không muốn không những bảo vệ Crimea mà lấy luôn cả cái vùng mà phía bắc của Crimea để bảo vệ luôn bờ cõi của Crimea tức là vùng Kherson uh, trên Kherson là Zaporizhia Là cái nhà máy phát điện đó thưa quý vị Bằng nguyên tử đó Thì bên cạnh uh, Crimea là Odessa uh, Cho nên cái vụ tấn công này Thêm một cái thiệt hại nữa Cho phía Nga Chưa hết thêm một cái bản tin cho thấy Rằng đây là hình ảnh mới nhất uh, Những hỏa tiễn của Nga Tấn công vào thành phố Odessa Tức là từ Crimea Bắn vào và nhiều cái khu vực khác nữa qua đêm nhắm vào các thành phố của Ukraine thì bản tin nói rằng trong số mà hàng chục hỏa tiễn nhắm vào Ukraine đã ngăn chặn 29 trong số 30. Cái chuyện mà chưa từng có từ lúc đầu chúng ta còn nhớ đó là khi mà Nga bắn hàng loạt nhắm vào Kyiv, Kharkiv và kể cả Lviv, um, Lviv của bên phía um, miền Tây xa xôi của Ukraine đó, hỏa tiễn Nga bắn tới đây luôn nữa. Mà rơi, nghĩa là chúng liên tục luôn. Phá hủy nhiều thành phố hoàn toàn. Giờ đây, 30 hỏa tiễn của Nga, cái hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ, châu Âu, Anh Quốc gửi sang, hiệu quả tới 29, gần 100% luôn. Và đây là một cái tin vui, để cho thấy rằng là ngày nay cái hệ thống phòng thủ của Ukraine càng ngày càng tốt hơn Mà chưa kể sắp tới đây đã hy vọng là Ukraine có thể có máy bay chiến đấu Chúng tôi tiếp tục với các bạn tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets Chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Jin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fukudan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả và hôm nay chúng ta biết đưa ra ánh sáng một bản tin bí mật. <laughs> tin bí mật được đưa ra ánh sáng nhưng mà chỉ có cái ánh sáng là có cái tin bí mật đó thôi. Cái chuyện gì xảy ra ở Lisbon, Portugal, Bồ Đào Nha. Và lần đầu tiên chúng ta thấy được một một cái cuộc họp bí mật Mặc dù họ cũng tiết lộ một chút xíu về nội dung của cuộc họp. Đây là hình ảnh của anh Sam Altman. Người sáng lập ra Open AI, trí thông minh nhân tạo. Mà trong số đó lẽ đương nhiên Elon Musk và nhiều nhân vật khác nữa và Microsoft hiện nay bỏ ra hàng chục tỷ Mỹ kim để đầu tư. Tuy nhiên bản tin này không chỉ nói về AI mà nói về nhiều các vấn đề trong đó có Trung Quốc tài tránh thế giới nước mỹ lãnh đạo như thế nào thì đây là cái bản tin để cho thấy một cái cuộc họp bí mật định hình ra những cái hướng đi của thế giới trong tương lai cho nên trước trước đây chúng ta mới biết được có những cái cái chuyển hướng của thế giới đó là do những nhóm họ tập hợp lại để định hình ra cái hướng đi của thế giới trong tương lai như thế nào. Thì đây là cuộc họp mang tên là Bilderberg Meeting hầu như hoàn toàn bí mật. Bởi vì sao? Họ không thể nào tiết lộ cho phía bên ngoài, nhất là Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn hoặc là những quốc gia mà thù địch với thế giới phương Tây. Cho nên khi chúng ta nói tới phương Tây tức là chúng ta nói thế giới tự do, ngược lại với thế giới cộng sản độc tài toàn trị. Thì chúng ta mới thấy được cái sự hiện diện được đưa ra, họ có cả một cái danh sách dài. Trên 130 nhà lãnh đạo không chỉ lãnh đạo về mặt tài tránh mà còn lãnh đạo về chính trị và trong đó kể cả vấn đề an ninh quốc gia nữa thưa quý vị. NATO Secretary General, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, rồi cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, đặc biệt là có Ngoại trưởng của Ukraine Dimitro Kubela cũng tham dự. Và đây là bản tính chúng ta, chúng ta chỉ biết thế này thôi chứ còn những cái gì mà họ định hình nó trong thế giới tương lai chúng ta không biết được. Chỉ nói về, thứ nhất, international relation, các mối quan hệ giữa các quốc gia và trên toàn cầu như thế nào. Trade, vấn đề mậu dịch, energy, năng lượng, Năng lượng trong tương lai sẽ là gì? À, có rời xa khí đốt, rời uh, rời xa dầu hỏa, tập trung vào năng lượng mặt trời hay là còn vấn đề khác, vấn đề xe điện và đặc biệt là finance hệ thống tài chính toàn cầu có tất cả khoảng 130 thành viên tham dự trên 23 quốc gia. Private meeting mà trong số này có luôn cả ông tổng giám đốc của Pfizer, rồi tổng giám đốc của BP tức là British Petroleum, rồi tổng giám đốc của Total Energies của Pháp nữa. Chúng ta thấy toàn bộ những đề tài liên quan tới cả thế giới tài chính, chính trị, vũ khí, năng lượng khủng khiếp luôn và chúng ta mới, chúng tôi mới nói đó. chúng ta mới biết được có một cái bản tin của những cái cuộc họp bí mật này mà trong một cái xã hội bí mật đó giờ đây đó điểm tập trung cũng là AI nữa thưa quý vị đây là đề tài sẽ được thảo luận trong mấy ngày tới đây từ cuộc họp Lisbon Portugal AI là đề tài đầu tiên mới ghê chứ đề tài đầu tiên sẽ sẽ được thảo luận bởi vì sao NATO rồi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hiện nay đang rất quan tâm Bộ Quốc phòng Bộ Nội An Hoa Kỳ. Bởi vì sao? Nếu mà để cho Bắc Hàn, để cho Trung Quốc, để cho Nga mạnh tay trong vấn đề mà sử dụng trí thông minh nhân tạo, đó, như chúng tôi đã đề cập ngày hôm qua, bây giờ không phải là tin tặc, cái chữ tin tặc trong tương lai là thường họ có thể ngăn chặn tin tặc, là những cá nhân, cái chữ tin tặc là những cá nhân. Bây giờ những cá nhân này họp với nhau lại tạo thành một AI, những cái tên người máy mà biết phân tích rồi đưa ra những cái quyết định có thể trù dập, có thể tiêu diệt thế giới nữa. Cho nên ngày hôm nay cái đề tài về thế giới bị diệt vong trong tương lai sẽ là một trong những đề tài cốt lõi được thảo luận. Rồi sau đó với những đề tài khác mà chúng ta cũng đã biết rồi, Banking System hệ thống của ngân hàng China. Đề tài thứ ba được thảo luận là Trung Quốc. Energy transition chuyển nhiên liệu từ một khu vực này sang khu vực khác đề tài của châu âu sau chiến tranh nếu có ukraine chiến thắng thì châu âu sẽ định hình như thế nào khi chấp nhận thành viên mới là ukraine. Fiscal challenges những thử thách liên quan tới các định chế hiện nay hàng năm một fiscal là thường niên đó thưa quý vị. India cũng là đề tài được thảo luận industrial policy and trade những cái chính sách về um, kỹ nghệ và mậu dịch nato thành viên nato trong tương lai như thế nào có tiếp tục đối đầu với nga nữa hay không và còn nhiều đề tài khác nữa và thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay đó thì phía công tố viên đã đưa ra những cái lý lẽ của mình cho cái vụ mà cái cậu Jack Tchira cái người mà à, à, cố tình tiết lộ những cái thông tin bảo mật liên quan đến an ninh quốc gia à, khi mà làm việc cho Pentagon đó à, ngũ giác đài thì phía công tố viên đó bây giờ họ đưa ra những cái lý lẽ à, yêu cầu phía tòa án không cho cậu này đóng bail bond bởi vì họ nghi là cái nguy cơ mà cậu này bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ rất là cao. Thì tại sao bây giờ phía công tố viên đó họ nói là sau khi mà cậu này bị bắt từ hồi tháng 4 và họ tiếp tục mở rộng cái cuộc điều tra thì phát hiện là những cái tài liệu liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine không phải là lần đầu tiên cậu này cậu giống như không phải là chỉ một lần đó chụp những cái tấm đó mà bỏ lên trên cái 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 forum mà chơi game mà từ trước đó rồi uh, suốt quãng thời gian mà cậu làm việc đó là lúc nào cũng bị cấp trên warning về cái việc là uh, vượt quá chức phận của mình cứ đi vào trong uh, hệ thống của ngũ giác đài tìm tòi lục lạo xem những cái uh, tài liệu mật mà đáng lý ra cậu này không bao giờ được phép xem thì bây giờ phía công tố viên họ tìm thấy là có đến bốn lần À, bị những người cấp trên bây giờ họ không nói là bao nhiêu người cấp trên nghĩa là tất cả các cấp trên đều chứng kiến hết rồi bởi vì những người cấp trên này đã từng warning cậu này chẳng hạn như một lần À, trong một cái cuộc họp thì đương nhiên đây là những cái cuộc họp ở cái khu vực gọi là close area, tôi các vị không được mang phone, không mang thiết bị ghi âm rồi à, kể cả những người ngồi họp đó không có được à, take nốt nữa giống như là ghi chú xuống mà chỉ nghe thôi tại vì cái tính chất nhạy cảm của cái thông tin vậy mà cậu này đó lén đem bút và viết vào rồi viết xuống những cái tin tức đó thì à, nhưng mà bị bắt gặp đó bị một người cấp trên bắt gặp thì người cấp trên này đó yêu cầu lấy cái tờ nốt ra khỏi túi quần ổng tịch thu và ổng chính thức đưa một cái warning là không cho tech nốt như thế này nữa thì những tưởng là một lần thôi nhưng mà sau đó một tháng sau thì cậu này đó lại bị một người cấp trên khác nữa phát hiện là phớt lờ cái cái lệnh ở trong quân đội họ gọi là cease and desist nghĩa là giống như là ngừng ngay tất cả lại và giống như là không có được tiếp tục nữa cái chuyện đó là cậu này đó access vào trong cái hệ thống lục lọi các giống như là mấy cái folders ở trong hệ thống đó và bắt đầu mở xem những cái dữ liệu mà Láng lý ra cái trách nhiệm cậu này không bao giờ được xem, đã vậy còn viết xuống rồi giống như là quay ra hỏi những người kế bên về những cái thông tin này nữa là một cái chuyện mà quá chức phận. Rồi chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang cập nhật thêm tin tức về cái vụ uh, cái cậu uh, jack tachira người mà làm tiết lộ thông tin mật về cái cuộc chiến ukraine đó. thì uh, bây giờ uh, phía công tố viên họ phát hiện ra là trong một khoảng thời gian rất là dài cậu này đó liên tục nhiều lần rồi bị chính những người cấp trên phát hiện uh, là uh, cố tình Uh, giống như là access vào hệ thống đó khi mà cái nhiệm vụ không có cần thiết rồi mở những cái hồ sơ mật ra đọc không những đọc mà rồi giống như còn thích nốt xuống rồi còn đặt câu hỏi ngược lại với lại những người đồng nghiệp thí uh, dụ những cái, cái, cái liên quan đến những chính sách hay là những cái gì đó đi của ngũ giác đài hay là của chính phủ rồi còn đặt câu hỏi lại nữa là uh, những cái red flag rất là quan trọng thì hai ba lần như vậy đó nhưng mà không hiểu sao mấy cái người cấp trên của cậu này chỉ có warning thôi chứ không giống như là làm lớn chuyện không báo lên trên để cho họ giống như là thuyên chuyển chức vụ của cậu này hay là có làm một cái gì đó đến độ mà có một lần đó là có những cái người đồng nghiệp à, nhìn thấy là cậu này đó ngồi tự dưng mở ra những cái tập hồ sơ, những cái thông tin rất là tối mật luôn. Ngồi đọc như vậy, cái người đồng nghiệp sợ quá lập tức đi gọi cấp trên, cấp trên xuống rồi lại tiếp tục warning nữa. À, cho nên chính vì cái chuyện như vậy mà bây giờ đó, à, phía báo chí họ phát hiện là có hai người mang cái chức danh uh, cái cái chức vụ là supervisors đã bị sa thải liên quan đến cái cái sau khi cậu này bị bắt giữ thì phía uh, báo chí đó họ đặt câu hỏi với ngũ giác đài đây liệu có phải là hai cái người cấp trên trực thuộc của cậu này cứ đưa warning mà không làm gì hết dẫn đến cái vụ rò rỉ chấn động về thông tin cuộc chiến ở U ở ukraine không thì phía ngũ giác đài họ không có trả lời báo chí câu hỏi này uh, và quay trở lại thì phía công tố viên đó thì họ nói là với cái hành vi trong một cái thời gian dài như vậy cho thấy cái cậu này đã thực chất là cậu không có màng gì đến cái chuyện gọi là à, bí mật quốc gia hay là an ninh quốc gia gì cả và cậu này không biết được là trước đây đã xem được những cái thông tin mật gì rồi ừ. ngoài những cái lần mà bị bắt gặp còn những lần không bị thì sao cậu đã xem được những gì cho nên là phía công tố viên nói là cái nguy cơ mà cậu này bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ đó rất là cao mà nếu như bỏ trốn thì có thể là bay qua nga hay nhiều khi chẳng không biết được trung cộng sẽ hốt liền về bởi vì nghĩ là cậu này thấy được những cái bí mật khác nữa cho nên phía công tố viên yêu cầu tòa án không cho cậu này đóng beo thưa quý vị trong khi đó những ai quan tâm về giá nhà bởi những quý vị nào đang còn tìm kiếm mua nhà chuyển đổi vân vân đó cái vấn đề mà giá cả vẫn là uh, thường cái chuyện mà liên quan tới giá nhà chúng ta vẫn theo, theo dõi mặc dầu quý vị có nhà rồi nhưng mà đôi khi mình cũng nghĩ đến chuyện đầu tư thêm nữa thì những ai chờ đợi cũng có thể là tin vui như chúng tôi đã thưa đã có năm zip code ở miền Nam California trong thời gian qua từ 1 triệu bây giờ rớt xuống còn 900, 900 mấy, không còn là zip code Million Dollar Home nữa Thì à, ngày hôm nay trên tờ Wall Street Journal Họ đi thêm một bản tin Mới nhất à, Theo báo cáo từ Hiệp hội Địa ốc Hoa Kỳ Công bố Sales Số nhà mà bán ra Cũng như prices Số nhà cũ bán ra trong tháng Tư vừa qua So với tháng 3 nữa Đồng thời prices Giá nhà Cũng đã giảm so với một năm trước Và đây là cái số liệu ghi nhận được này nè. More than 11 years. Cao nhất trong vòng 11 năm qua nhà giảm mạnh đó thưa quý vị. Trong vòng 11 năm qua chưa khi nào trong tháng 4 vừa qua mà cái giá nhà, số nhà cũ bán ra giảm nhiều đến như thế. Theo đó, số nhà cũ bán ra đã giảm 3,4% trong tháng 4 so với tháng 3. Khoảng 4,2 4 triệu 280.000 căn, con số thấp. Và điều này để cho thấy rằng do ảnh hưởng của phân lợi tăng cao đó, Hiệp hội Địa ốc Hoa Kỳ tuyên bố April sales riêng với tháng 4 vừa qua giảm tới 23,2%. Tuy nhiên, không có nghĩa là nhà bán tháo. Bởi vì chúng ta thấy đó, nếu mà ở quận Cam riêng không thôi đó, thì đi trên đường phố chúng ta thấy thực sự nhà mà đăng bản bán không có nhiều và vì vậy có thể là do bởi vì không có nhiều nhà để bán cho nên những người đi mua nhà vẫn tìm kiếm nhà cũ để mua chúng tôi chỉ mới nói quận cam thôi cho còn những nơi khác thì giá nhà nó đang cũng xuống cũng bắt đầu nó xuống nhiều đó à, và à, đồng thời cũng nhiều nơi giá nhà được đăng bán nhiều À, con số trung bình thì sao? À, 388.800 Mỹ Kim một căn. Đây là số trung bình cho nên à, mình không nói được trên toàn quốc. Giảm 1,7% trong tháng 4. Lẽ đương nhiên điều này không đúng với những cái khu vực hot ở quận Cam. Thí dụ như Farn Valley, thí dụ như Irvine, thí dụ như những cái thành phố khác nữa. Người dân muốn về Westminster, Garden Grove nhà vẫn hot như thường thậm chí chúng ta vẫn nghe có những chủ nhà vẫn sẵn lòng bỏ thêm 10 ngàn, 20 000 ra để mua nữa. Cuối cùng thật nhanh thưa quý vị là Kevin McCarthy tuyên bố có thể tuần tới và điều này sau cuộc họp với ông Biden, ông Biden ngày hôm nay bay sang Nhật để họp hội nghị thượng định G7 rồi. Nhưng mà ông Kevin McCarthy sau cuộc họp đó và bên phía tòa bài ốc khi mà ông Biden ông đi đó thì ông để lại hai người để đứng ra để tiếp tục thương thuyết thì nhưng mà ít nhất trong cuộc họp đầu tiên nó trên nguyên tắc là Biden với Kevin McCarthy đã đồng ý là thương lượng thì cuối cùng chúng ta mới thấy đó là không có gì gọi là như đinh đóng cột hết đó ông Biden nói rằng không thể nào mà thương lượng được nhưng mà cuối cùng phải thương lượng bởi vì không thương lượng thì không đi đến đâu hết mà ngày hôm qua thì trước khi lên máy bay để bay sang Nhật ra thì ông Biden ông tuyên bố ông tin tưởng và ông sẽ tin là không xảy ra cái chuyện vỡ nợ và lẽ đương nhiên ông vẫn để cho có cơ hội để thương lượng thì trong đó thực sự thì chúng tôi đọc qua thì thấy đảng cộng hòa cũng có lý trong số đó có những cái ngân sách liên quan đến covid bây giờ covid hết rồi thì không có lý do gì tiếp tục bơm thêm tiền vào những cái vấn đề này rồi những cái vấn đề về môi sinh nữa lẽ đương nhiên là quan tâm đến môi sinh nhưng mà không dồn quá nhiều để khiến gây ảnh hưởng đến mức nợ trần của liên bang. Và thưa quý vị, bộ nội an cho biết là họ đã nhận được báo cáo và có thể sẽ mở cuộc điều tra liên quan đến chuyện có một bé gái di dân bất hợp pháp 8 tuổi bị chết khi mà đang ở trong những cái detention center ở tại Texas thưa quý vị. Nơi tạm giam. Vâng, nơi vân, tạm giam. Thì phía bây giờ đó report từ CBP Texas cho biết là bé gái 8 tuổi đi cùng với gia đình đã giống như là làm hồ sơ rồi và được ở được giam ở trong cái khu vực gọi là Harlingen Station và đây là ở bên trong cái phòng giam của cái 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 station như thế này thì phía CBP nói đó là vào à, sáng ngày hôm qua, à, tự dưng bé gái này bị à, bây giờ họ chỉ nói là um, medical issue thôi, thì cái vấn đề về y tế không biết chuyện gì, chắc ngất xỉu hay sao đó thì report cho thấy là CBP họ có gọi xe cứu thương đến cái station rồi những người xe cứu thương đó mới làm hồi sức nhưng mà không thấy bé tỉnh lại thì họ mới chở bé vào trong bệnh viện nhưng mà khi vào trong bệnh viện thì đã qua đời. Thì bây giờ cái report của CBP đó họ không có ghi là bé gái bị cái gì để mà qua đời thì chắc cái, cái nó liên quan đến tính, tính chất của cái cái chuyện này cho nên là cần phải điều tra xem, xem thì, thì mới đưa thông tin tuy nhiên cái 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 trường hợp mà bé gái bị tử vong này đó thì nó đang khiến cho CBP ở tại Texas bị chỉ trích bởi vì đây không phải là cái trường hợp đầu tiên mà từ đầu năm cho đến giờ đó phát hiện đã ba trường hợp rồi vào hồi tháng 3 một cậu thanh niên 17 tuổi người Honduras thưa quý vị đi đến đây đi vượt biên giới một mình. À, khi mà được giam giữ ở trong cpp thì cũng không biết là tại sao chết. Và trước đó nữa thì một bé gái 4 tuổi cũng người Honduras à, vào đầu cuối tháng 2 đầu tháng 3 gì đó à, cũng bị à, chết nhưng mà cái vụ của bé gái đó không biết tại sao mà cái report không có làm liền mà đến vào tuần trước phía CBP họ mới làm report mới báo lên Bộ Nội An thì cho nên Bộ Nội An cho biết là họ sẽ mở cuộc điều tra xem xem có những cái vấn đề mà à, lạm dụng gì ở đây hay không dẫn đến cái chết của những đứa nhỏ Thật nhanh thưa quý vị, thật nhanh, thật nhanh, 30 giây thôi. Đây là cô gái vô cùng tội nghiệp. Trước đây mỗi tháng xài 2 ngàn rưỡi chi tiêu, 12 500 Mỹ Kim đi vacation, hôm nay không còn nữa. Bởi vì có đứa Ai... con đầu tiên, có <laughs> tên là Birkin ở Anh Quốc tội nghiệp quá có nói em ngày xưa bây giờ em xài 2 ngàn rưỡi một tháng là chỉ mới đi shopping nhẹ nhẹ thôi 2 ngàn năm trăm mỹ kim hôm nay có đứa con tiêu luôn đó là tình hình lạm phát hiện nay nói chung ở tại anh quốc khi tăng lên tới trên 10%. À, cảm ơn sự theo dõi của quý vị mời quý vị chào lại với chúng tôi chiều nay lúc 5 giờ để theo dõi tin nổi bật với đinh quang anh thái cũng như bản tin buổi chiều vào trong youtube và trang mạng lưới sài gòn tv com nhớ nhấn nút like và subscribe quý vị. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai